siêu trầm của Mỹ. Ông vua siêu trầm Mỹ đó là Baragim, con này bắt 25 BS-1800. Baragim BS-800 con này rất là xuất sắc, còn rất đẹp nha. Đối với Baragim mà bắt 25 thì nó phục vụ các bác phòng 45 mét vuông đô la luôn nha. Này rất là đẹp nha các bác. Đặc trưng của Baragim là mèo đen vân gỗ nha. Đấy. Bác cạnh rất là nam tính và đẹp nha. Vuông thành sắc cạnh này, các bác cũng xem. Con này giá là 11.500.000 nha bác, 11.500.000 đã bao gồm phí ship rồi nha. Vừa rồi thì cách đây một tháng em có về hai con mà lá giao liền cho các bác rồi. Những con bé 800 rất là ngon, rất là tầm tiền. Bác nào yêu thích một thương hiệu vua súp của Mỹ là Baragim thì ở phân khúc tầm tiền cần một con súp 25 để chơi phòng từ 45 mét vuông trở lại thì bác có lấy con này. Tiếng hay, điện là 120V nha các bác, 120V. Nó trang bị là hai cổng lỗ thông hơi. 3 volume, 1 volume là xuất cút và 1 volume là pha xe sub. 2 volume là chúng ta để hướng khoảng 9 giờ. Còn volume là tăng to nhỏ theo ý thích nha. Đây bác nào chốt thì alo cho em nha. Con này rất mới luôn, rất keng luôn. Từ góc cạnh cho đến là độ đẹp của alo, độ sắc nét. Lo thèm bao zin hết nha các bác, hoạt động hoàn hảo nha. Cắm đúng điện 110-120 nha. Nó chỉ hàng nội địa nha các bác. Nội địa Mỹ, điện 110-120. Hãy tập phía trên. Giá bao ship là 11.500.000. Nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000 là còn 11.300.000. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ alo cho em chuyển qua hai số điện thoại trên và nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất và để ủng hộ kênh. Đấy, đẹp ngất ngay nha. Bác nào chơi khủng hơn thì bên em có một con 1.200 nha, BS-1.200 thì nó là 21.000.000. Còn tùy phòng nha, phòng lớn chúng ta mới chơi những con 1.200, còn phòng mà tầm trung trung 45 mét vuông lại thì mình chơi từ con 800 là ok rồi. Phục vụ nghi hát karaoke mà có những con shop này thì các bác sẽ có một cái được hòa nhập với bữa tiệc, nó rất là sôi động nha, gọi là độ phê đó các bác. Rồi thì em xin dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo nha. Hàng khủng của hãng Baragim. Nhắc tới dòng siêu trầm thì Baragim là một trong những dòng súp lừng danh của Mỹ. Model 1.200, 800 rồi tới 1.000, 1.001, 1.002. 1.002 là những dòng cao cấp nhất rồi nha bác, top rồi. Và đây hàng về được một con gọi là xuất sắc luôn. Em đang giao các bác là 19.500.000, đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây tín hiệu 3m 3m để các bác mình kém súp. Và đây là những con súp điện cao cấp. Đối với con Baragim BS-1200 này thì các bác có thể chơi thoải mái phòng 45-50 mét vuông trở lại nha. Lo đẹp xuất sắc, gọi là cấu cạnh luôn. Giá trên là đã bao gồm phí ship nha. Bác nào mình có nhu cầu về con 1200 này thì liên hệ cho em nha. 1200 model lớn nên nó rất là hiếm hàng các bác. Bác nào mình cần thì bê ngay. Ở bên em còn dòng Baragim mình chỉ còn một con 800. Con 800 là giá 11.500.000 nha. Hãy lo đẹp rồi là nứt nát luôn nha. Nghe các bác cùng ngắm. Lo chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Rất là nét. $19.500.000 nha các bác, bao gồm phí ship. Cọc tiền các bác cọc giúp em khoảng 2.000.000 trở lên. Em ship hàng tận nơi. Lưu ý nó hàng nội địa nên sử dụng điện 100-120V. Series con này là 1403 nha, 1403 BS-1200. Những cái volume tín hiệu mình sử dụng như những con súp khác. 3 lỗ thông hơi nha, 3 lỗ thông hơi, dây nguồn. Đấy, bác nào chốt alo nha em nha. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 là còn 19.300.000. Còn cọc tiền thì vẫn giá 19.500.000 nha. Cọc khoảng 2.000.000 là các bác nhận hàng và thanh toán. Còn lại là 17.500.000 và có kìm theo bộ dây. Rồi video đến đây là kết thúc. Video giới thiệu con súp siêu trầm khủng của Baragim BS-1200 giá 19.500.000 đến đây là kết thúc. Bác nào lấy cứ alo trực tiếp cho em nha. Một em duy nhất.